Huỳnh Anh, bạn gái Quang Hải là ai? Gia cảnh không phải dạng vừa. Huỳnh Anh sinh ra trong một gia đình có điều kiện không phải dạng vừa. Bởi từ thời trung học, cô đã theo học tại trường quốc tế. Sau đó là học viện Kaplan của Singapore với học phí siêu khủng. Tối qua ngày 2 tháng 11, mạng xã hội xôn xao chuyện Huỳnh Anh, bạn gái của cầu thủ Quang Hải bị tố là người thứ ba, xen vào mối quan hệ của một cô gái khác. Ngay lập tức, cộng đồng mạng đã réo tên tiền vệ quê Đông Anh, đồng thời tìm kiếm lý lịch cá nhân của Huỳnh Anh. Du học nước ngoài, cuộc sống sang chảnh. Huỳnh Anh sinh năm 1999 tại Nha Trang, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Cô nàng được sinh ra trong một gia đình có điều kiện không phải dạng vừa. Bởi từ thời trung học, cô đã theo học tại trường quốc tế. Sau đó là học viện Kaplan của Singapore với học phí khủng ước chừng từ 30 đến 60 triệu đồng một tháng. Tuy nhiên, từ hồi giữa tháng 8 năm 2020, cô vướng vào một scandal bóc phốt, một tài khoản Facebook lên tiếng tiết lộ nhiều chuyện cá nhân của Huỳnh Anh. Người này tự nhận là rất hiểu về cô nàng vì được người cô ở Nha Trang gần nhà Huỳnh Anh kể lại. Theo đó, Huỳnh Anh có gia cảnh rất phức tạp. Cô cũng không phải du học sinh mà chỉ sang Singapore cùng bố dù chỉ học được một năm là nghỉ và trở về Việt Nam. Huỳnh Anh liền phản pháo. Giờ ai nói mình nghiện chắc mọi người cũng tin nên Huỳnh Anh không quan tâm đâu nhé. Mọi người cứ bình luận đến khi nào chán thì thôi ạ. Mạng xã hội có nhiều tin đồn về gia cảnh của Huỳnh Anh nhưng cô nàng không bận tâm. Sau đó cô nàng sinh năm 1999 đã chứng minh cho dân tình thấy mình là một rich kid chính hiệu bằng việc liên tục chơi hàng hiệu không hề thua kém bất cứ hot girl. Người nổi tiếng nào? Cô nàng sở hữu loạt hàng hiệu như túi sách Louis Vuitton có giá hơn 46 triệu, đôi giày thể thao Nike Air Max 97, sneaker Gucci có giá tỉnh bằng ngàn đô. Túi sách hàng hiệu mà Huỳnh Anh sử dụng. Bên cạnh đó, Huỳnh Anh còn có sở thích đi du lịch. Cô nàng đã đặt chân đến khá nhiều nơi trong và ngoài nước như Thái Lan, Malaysia. Nhan sắc ưa nhìn cùng những câu nói tình bể bình. Huỳnh Anh sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn nhưng vô cùng gợi cảm, khuôn mặt trẻ thơ cùng làn da trắng nõn giúp 9X càng ghi điểm với người khác trong ánh nhìn đầu tiên. Đặc biệt, nhờ chăm chỉ tập luyện, cô nàng đã có một vóc dáng cuốn hút mà bao cô gái mơ ước. Thêm vào đó, cô có gu ăn mặc khá nữ tính và sexy. Đa số những trang phục cô nàng thường mặc là áo hở vai, eo, váy, khoe được hình thể cuốn hút của mình. Cô cũng có phối đồ cho thực hợp với bản thân nhưng vẫn giữ được nét đáng yêu và sành điệu. Huỳnh Anh còn có biệt tài thả thính trên mạng xã hội. Mọi bức hình mà Huỳnh Anh chia sẻ lên mạng xã hội đều đi kèm với vài câu nói dễ thương khiến người xem niệm tim. Thậm chí cô cũng thường xuyên ngôn tình với bạn trai của mình. Em sẽ trở thành loại con gái gì nếu em bỏ anh đi trong lúc anh cần em nhất? Khi Quang Hải rơi vào scandal lộ tin nhắn cá nhân, bị người hâm mộ quay lưng và cho rằng anh đang trêu đùa trên đỉnh cảm của nhiều cô gái. Lúc này ai cũng nghĩ Huỳnh Anh sẽ rời xa Quang Hải, nhưng cô nàng vẫn chọn cách ở bên bạn trai, động viên bằng câu nói đậm chất ngôn tình trên. Anh có biết tại sao đầu tuần là thứ hai không? Vì anh là thứ nhất. Đang trong giai đoạn thăng hoa của tình yêu, Huỳnh Anh đã đăng tải hình ảnh kề bên chàng cầu thủ đầy tình cảm cùng dòng trạng thái ngọt ngào này. Bức ảnh nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt yêu thích bình luận, hơn cả câu thả thính ngọt ngào của cô nàng đã làm trái tim của bao người mềm nhũn. Huỳnh Anh chính thức lên tiếng chuyện cắm sừng Quang Hải và lùm xùm người thứ ba. Trước lùm xùm là người thứ ba cắm sừng Quang Hải, Huỳnh Anh đã chính thức lên tiếng. Theo đó, Huỳnh Anh bộc bạch mình và Quang Hải có chút mâu thuẫn nên cả hai quyết định im lặng, đồng thời khẳng định không cắm sừng Quang Hải. Cô nàng cũng giải thích những hình ảnh kia chỉ là chụp vui như những người bạn, bởi cô đến thuê nhà của chị anh chàng kia và biết Huỳnh Anh nổi tiếng nên anh xin chụp hình. Ngoài ra, Huỳnh Anh cho biết đã có người lén vào trang cá nhân của mình và nhắn tin hãm hại cô. Cô không hề biết những tin nhắn kia ở đâu lại xuất hiện. Huỳnh Anh chia sẻ, trước hết cho phép Huỳnh Anh xin lỗi mọi người vì những ồn ào gần đây ạ. Huỳnh Anh nghĩ là sẽ im lặng thôi vì càng nói mọi chuyện càng rối. Nhưng mọi chuyện bị đưa đi quá xa và những người không liên quan bị ảnh hưởng nên Huỳnh Anh muốn làm rõ vài điều ạ. Đầu tiên, Huỳnh Anh và Hải có giận dỗi nhau và
Vì không muốn ồn ào nên cả hai đã chọn cách im lặng, nên tuyệt đối không có chuyện Huỳnh Anh cắm sừng anh Hải. Và sau cùng là việc xen vào một quan hệ của một bạn nữ khác. Huỳnh Anh khẳng định không làm gì có lỗi với ai cả. Việc Huỳnh Anh giữa Quy được nhắc đến là khi mình chuyển đến thuê một căn hộ gần nhà mới của mình trong lúc đợi nhận nhà. Anh ấy là em trai của chị chủ nhà đã được chị nhờ để đến đón mình đến xem nhà. Hình ảnh mình và anh kia chụp chung khi ngồi cà phê dưới chung cư trong lúc hẹn để gặp xem căn hộ trước hai ngày mình ký hợp đồng. Cũng như những bạn fan nam khác của Hải thôi, anh xin chụp hình với mình vì là fan bóng đá của Hải. Hình được chụp và lưu bằng máy của mình chứ chưa gửi cho ai cả. Hôm đến làm hợp đồng thì mình có để lại điện thoại ở căn hộ khi xuống dưới làm dấu vân tay ra vào thang máy và điện thoại mình không cài pass. Đơn giản là vì trước đây mình để mình là sinh nhật của anh Hải nhưng về sau xóa đi, chưa nghĩ để mật khẩu gì nên tạm thời để trống. Trong nốt của mình có lưu lại những thứ quan trọng như mật khẩu Facebook, Instagram, bank. Huỳnh Anh khẳng định tin nhắn hoàn toàn không phải là do mình nhắn. Đoạn tin nhắn được up lên chắc chắn đã được dàn dựng và qua chỉnh sửa. Thời gian mình xa điện thoại tầm 30 phút thôi, nên không thể nào mà dàn dựng được hết tất cả trong khoảng thời gian ngắn như vậy được. Huỳnh Anh sẽ cùng gia đình làm việc với Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao về việc có ai song song đăng nhập vào tài khoản Facebook của mình không, và chắc chắn sẽ giải quyết rõ cho đến cùng chuyện này. Cả tối nay mình gấp rút đổi mật khẩu tất cả tài khoản liên quan và bên ngân hàng để bảo mật lại tất cả thông tin của Huỳnh Anh, nên bây giờ mới có thời gian đính chính. Còn mình không biết bạn kia làm vậy với mục đích gì, để PR cho bản thân hoặc vì lý do nào đó, nhưng chắc chắn bạn sẽ phải trả giá rất đắt cho hành động này. Huỳnh Anh thật lòng xin lỗi những người yêu quý và từng yêu quý Huỳnh Anh, và cũng cảm ơn những người đã ở bên động viên Huỳnh Anh. Tuy nhiên, rất nhiều cư dân mạng lại không hề tin vào lời giải thích của Huỳnh Anh. Được biết, cô nàng đã xóa bài đăng này khi liên tục bị cư dân mạng ném đá. Câu lạc bộ chủ quản của Quang Hải đã lên tiếng xác nhận anh và Huỳnh Anh đã chia tay hơn một tháng. Quang Hải cũng đã bắt đầu xóa hết những hình ảnh của Huỳnh Anh trên trang cá nhân của mình. Những tin nhắn và Huỳnh Anh bóc phốt Huỳnh Anh là người thứ ba. Chân dung anh chàng được cho là nam tính chụp ảnh thân mật cùng Huỳnh Anh. Được biết anh chàng kia là một PT có thể hình vạm vỡ và một khuôn mặt cực kỳ điển trai. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pi. Cả nhà đừng quên ấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới nhất về các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.